Nằm trong khuôn khổ tuần lễ thương hiệu Việt Nam 2019, diễn đàn thương hiệu Việt Nam 2019 với chủ đề Chiến lược thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được Bộ Công Thương tổ chức Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Do vậy, diễn đàn thương hiệu Việt Nam lần này là cơ hội để các cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp cùng nhau nhìn nhận lại thực trạng thương hiệu quốc gia Việt Nam trong tình hình hiện nay, từ đó cùng thảo luận đưa ra những giải pháp, kế hoạch hành động để xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ông Vũ Bá Phú, cục trưởng cục xúc tiến thương mại, trưởng ban thư ký chương trình thương hiệu quốc gia cho biết trong bảng xếp hạng một 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2018 do tổ chức Brand Finance công bố thương hiệu quốc gia Việt Nam Vietnam Value được định giá 235 tỷ đô la Mỹ và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh. Vị trí của thương hiệu được cải thiện hai bậc trên bảng xếp hạng lên thứ 43 nhờ đóng góp của chương trình thương hiệu quốc gia Vietnam Value và nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ. Để nâng cao thế mạnh của thương hiệu quốc gia Việt Nam tạo một chiến lược quảng bá đồng bộ nhất quán và chuyên nghiệp về thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới, Bộ Công Thương đang xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai trong thời gian tới.